Rút kinh nghiệm từ dịch sởi bùng phát khiến cho gần 5.000 trường hợp mắc, ít nhất 146 ca tử vong vào hồi đầu năm nay, cùng với năm 2011 khi dịch rubella gây lây lan khiến cho nhiều thai phụ phải bỏ thai, Bộ Y tế đã quyết định kể từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015 sẽ triển khai tiêm vaccine phối hợp sởi rubella cho toàn bộ trẻ em dưới 14 tuổi trên toàn quốc. Theo kế hoạch, các tỉnh thành sẽ chọn một huyện triển khai tiêm thí điểm và rút kinh nghiệm. Chiến dịch được chia thành 3 đợt. Đợt 1 tiêm cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi vào tháng 9, tháng 10 năm 2014. Đợt 2 dành cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi vào tháng 11 đến tháng 12 năm 2014. Đợt 3 tiêm cho trẻ 11 đến 14 tuổi vào tháng 1, tháng 2 năm 2015. Ở vùng sâu, vùng nguy cơ cao và địa bàn đi lại khó khăn, khó tiếp cận có thể tiêm chủng đồng thời trong cùng một đợt, triển khai theo phương thức cuốn chiếu từ trường học, trạm y tế đến thôn bản. Chiến dịch đặt mục tiêu trên 95% trẻ được tiêm vaccine do Liên minh vaccine toàn cầu Gavi tài trợ và tiêm miễn phí cho trẻ.